Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này mới lăn bánh được 11 vạn km thôi quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua được xong các bạn này. Tôi quay luôn cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Chưa có dọn rửa gì đâu. Đến còn bên ngoài chúng tôi cũng chưa có dọn rửa gì đâu các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản. Mua như thế nào là tôi đem ra tôi quay, tôi chụp cho quý vị các bạn xem như vậy luôn các bạn nhé. Một chiếc xe Accent nhập khẩu nguyên chiếc, rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Ở cái phân khúc hạng B sedan thì những chiếc xe Accent, Vios này hoặc là City này đấy, đang bán rất là tốt luôn quý vị các bạn nhé. Có thể nói đang bán chạy nhất tại thị trường, và đặc biệt là ở những chiếc xe nhập khẩu như chiếc xe Hyundai Accent ở đây các bạn ạ. Rất là đẹp và cũng rất là dễ bán thôi các bạn ạ. Chiếc xe này là tôi vừa mới mua được, là tôi đem ra tôi quay tôi giới thiệu luôn cho quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp đây. Nhìn về đằng sau thì quý vị các bạn đã thấy được là xe cũng đã được trang bị camera lùi rồi này, cảm biến lùi rồi này đấy, và rất là đẹp luôn. Cụm đèn hậu cũng còn mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, chưa có đánh dọn rửa gì đâu các bạn này, còn nguyên bản luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và với những chiếc xe như này thì chúng tôi cũng không có phải dọn dẹp gì nhiều đâu các bạn ạ. Cơ bản là chỉ có dọn thôi, không phải sơn chiếc gì đâu các bạn nhé. Đấy, phần sườn bên lái được các bạn xem đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Phần sườn đều rất đẹp này. Phần sườn bên phụ cũng như vậy các bạn này, đều rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp rồi. Và nhìn về phần ba đợt sốc trước của chiếc xe đây các bạn thấy đấy ạ, cũng còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Toàn bộ từ những cụm đèn pha cũng đều rất là mới, chỉ có hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn rửa gì đâu nhá. Đấy, cụm đèn pha này, đèn gầm trang bị đầy đủ rồi các bạn nhé. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, gương chiếu hậu thì cũng đã được tích hợp xi nhan trên gương rồi các bạn nhé. La răng đúc này. Dàn lốp thì còn rất là dày đây các bạn nhé. Hệ thống phanh ABS, phanh đĩa 4 bánh. Đấy, dàn lốp còn rất dày, rất là đẹp luôn bạn này. Phanh đĩa kể cả là bánh sau có hết luôn rồi các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe đều rất là mới, rất là đẹp như này rồi các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, không xước sát móp méo gì các bạn nhé. Đấy, bên ngoài đều rất đẹp rồi. Bây giờ bên trong nội thất thì bây giờ tôi sẽ mở cho các bạn xem. Vừa mua xong là tôi đem ra tôi quay tôi chụp luôn đấy nhá. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cũng chưa có dọn dẹp gì đâu bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa phía trước bên lái này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng, cần số này, tay phanh này đều nguyên bản luôn bạn nhé. Đấy, và đây đồng hồ công tơ mét là 11 vạn 9 các bạn ạ. Đấy, đồng hồ 11 vạn 9 này, toàn bộ táp lô này, táp bi cánh cửa này đều rất là mới này. Nội thất thì cũng đã được trang bị nội thất ghế da rồi vị các bạn nhé. Đấy, tem của nhà sản xuất này, chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc luôn các bạn nhé. Và tất cả là còn nguyên bản, nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Tôi sẽ mở hết ra cho quý vị các bạn cùng xem. Tiếp theo, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái này, keo chỉ còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Keo chỉ nguyên zin, táp bi cánh cửa đây, rất đẹp luôn. Nội thất ghế da phía sau còn nguyên bản. Đấy, nội thất ghế da phía sau còn nguyên bản và rất là mới đấy các bạn nhé. Đấy, rất mới luôn này, chưa có dọn dẹp như nào cho nên là hơi bẩn một chút thôi các bạn nhé. Cái xe này là mà dọn dẹp đi thì nó lại rất là mới luôn các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa cốp sau, cửa sau hay còn gọi là cốp sau đây. Ốc còn nguyên zin này, ốc cốp sau nguyên zin, keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin luôn bạn nhé. Đấy, keo chỉ cốp sau nguyên zin hết luôn bạn này, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất đằng sau này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì rất là đẹp rồi. Đấy, chưa có dọn rửa đi nào cả, còn bẩn nguyên. Chủ xe đi như thế nào thì tôi quay như thế vậy các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Keo chỉ cánh cửa này cũng còn nguyên zin này, táp bi cánh cửa này rất đẹp luôn. Đấy, chưa có dọn gì, nó hơi bẩn một chút các bạn nhé. Đấy, chưa có dọn tí nào thì nó hơi bẩn một chút. Cái xe này là tôi còn chưa rửa cơ, vừa mua được là tôi quay luôn, dọn dẹp sau. Quý vị các bạn nào mà đến xem mà mua luôn thì chúng tôi sẽ bán cho cái giá nó hợp lý hơn, rẻ hơn. Đấy, tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái, à cửa phía trước bên phụ các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cánh cửa nguyên zin, táp bi cánh cửa đây các bạn xem đây ạ, rất đẹp luôn. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô này,
đều rất đẹp luôn. Vô lăng, cần số tay phanh còn nguyên bản hết luôn bạn nhé. Đây và nội thất ghế da được bạn xem ạ. Nội thất ghế da đều rất là mới, rất là đẹp. Đấy, bậc cửa đây, nguyên zin chưa có dọn dẹp tí nào, còn bẩn đi các bạn nhé. Đấy, đồ đạc trong xe này vẫn còn chưa dọn này, bẩn nguyên các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn xem về phần động cơ của chiếc xe. Máy tôi đang nổ các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2012 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít các bạn nhé. Và động cơ này là cũng còn mộc mạc nguyên, chưa dọn rửa thế nào các bạn này. Đấy, chưa còn dọn rửa và nó còn nguyên bản hết luôn, từ những cái ốc chân capo này. Đấy, nguyên cả, nguyên zin luôn bạn nhé. Ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên zin hết. Mấy lăn bánh có 11 vạn km thôi, còn nguyên zin. Keo chỉ capo, keo chỉ capo đây các bạn xem này, còn nguyên zin này. Đấy, chưa có bị mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé, còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent sản xuất năm 2012, đăng ký năm 2013, nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản, và chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2012 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc 2012 này quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Come on.